Vâng, xin chào bác, xin chào anh em. Tiếp tục video ngày hôm nay thì theo như em đã hứa với các bác là em sẽ test thử luôn chất lượng của ba em lân tiếng này, được đánh giá là ba mẫu lân tiếng được ưa chuộng và đánh giá cao nhất ở thị trường thời điểm hiện tại với những hàng mới và hàng hãng nhé, tại Việt Nam. Thì ở đây có DBX300 này, có TDCB900 PAUM này, ADNI SX6 này. Ba em này thì em đã nối trực tiếp với nhau cổng vào cổng ra. Thì các bác có thể nhìn trực tiếp ở đây luôn, thì nó có cái nút bypass này. Bypass này khi các bác bấm vào thì con lân tiếng này bắt đầu nó hoạt động. Nó mới xử lý tiếng và đưa cho ra tín hiệu đã xử lý đi đến thiết bị tiếp theo. Nếu các bác không bấm cái nút bypass này thì nó chỉ là một cổng kết nối nhạc thôi. Thì em kết nối trực tiếp bài với nhau luôn. Em sẽ mở lần lượt từ DB này xong rồi đến TD rồi đến S6 cho các bác nghe thử một cái đoạn nhạc nhé. Nghe thử một đoạn nhạc để các bác có thể nghe và cảm nhận luôn. Các bác nếu muốn cảm nhận rõ ràng hơn thì các bác có thể đeo tai nghe vào. Rồi em mở cái nhạc Modern Talking lên cho các bác nhé. Để cho các bác có thể nghe và cảm nhận trực tiếp chất lượng âm thanh của ba em này. Em nâng tiếng DBX300, TDCB900 PAUM và ADNI SX6. Các bác nghe và có thể là có đánh giá riêng cho bản thân mình. Còn nếu các bác hỏi ý kiến của em thì việc đầu tiên khi mà nhìn thấy ba em này thì em phải đánh giá cao về DB. Đầu tiên phải DB. Ông là một trong thương hiệu mà làm sản phẩm, hình thức sản phẩm rất là bắt mắt. Đấy là việc đầu tiên. TD-CB900 này thì cũng thiết kế về sau thì cũng cải thiện hơn một chút xíu, nhìn nó cũng ok. Nhưng mà nếu mà về đẹp và bắt mắt về từ những cái màu sắc của sản phẩm thì DB phải nói khẳng định một điều, đấy là DB làm rất đẹp tất cả sản phẩm của DB luôn. Đấy là việc hình thức. Còn ADNI này thì nếu như mà thay đổi lên một chút nữa, làm hình thức đẹp hơn chút nữa, đúng không ạ, phải đến tầm mắc điểm luôn. Nhưng mà đánh giá về ba em này thì hình thức của ADNI là kém nhất. Em đánh giá ADNI là kém nhất. Còn về thứ hai nữa là về các cổng kết nối. Cổng kết nối thì đặc biệt cái cổng quang và cái cổng quasi, nó sẽ đưa cái tín hiệu âm thanh vào chuẩn nhất. Thì ông DB này chưa có, DB này không có cổng quang Bluetooth nên ông này bị đây. Ông này sẽ kém hơn so với hai sản phẩm phía trên là ADNI và TD-CB900. ADNI thì và còn lại ADNI và TD này, thì nếu như ngoài hình thức là kém rồi nhưng mà đổi bù lại thì chất lượng âm thanh, nếu như em nghe trực tiếp cảm nhận thì ADNI đang làm tốt nhất. Chất lượng âm thanh đưa ra tiếng bass nghe cực kỳ chắc chắn, tiếng chép sáng nhưng mà không bị chóe, sáng nhưng không bị chóe, không bị vỡ tiếng so với những cái dòng còn lại, tiếng nghe rất là êm. Và đặc biệt hơn nữa là cái phần về những cái nút này, ông làm rất chi tiết, và linh kiện bên trong làm tốt hơn thì chắc chắn là những cái linh kiện đắt tiền hơn thì độ bền nó sẽ cao hơn. Tính tổng quan về cả hình thức và cả về chất lượng, nếu anh em nào quan trọng về vấn đề hình thức thì các bác có thể, mà không cần quan trọng về cái cổng quang Bluetooth chẳng hạn, thì anh em có thể lựa chọn DB. Còn nếu như các bác mà lấy cần cổng quang, cổng cần Bluetooth
mà thêm tí xíu hình thức nữa, tí xíu hình thức nữa thì bác có thể chọn TD. Còn nếu như mà các bác muốn chọn một con nâng tiếng, chất lượng tiếng hay và những cái chi tiết về sử dụng á, ví dụ như lần trước em đã giới thiệu cho các bác rồi, những cái chiết áp này này, chiết áp xịn, linh kiện xịn, còn tỉ mỉ đến từng cái nút mà chọn thể loại nhạc, chọn giải tần của cắt súp này. Đấy, làm chiết áp trơn để các bác chọn chi tiết hơn, âm thanh tốt hơn. Và một cái nữa là Adly này xử lý tốt hơn, đó là cái tiếng xôi xì của dòng nâng tiếng đưa ra thì Adly SX6 ít xôi xì nhất trong cả ba dòng này. Nếu như mà đánh giá tổng quan về điểm hình thức, chất lượng thì DB sẽ được em sẽ đánh giá khoảng tầm 8 điểm. TD thì khoảng nếu mà đánh giá thì khoảng tầm 9 điểm. Còn Adly thì sẽ nhỉnh hơn, với em tính khoảng tầm 9,5 điểm thôi. Bởi vì là em trừ mất 0,5 điểm vì cái hình thức làm theo màn hình hoặc gạt ra sang đấy, làm theo kiểu hình thức như thế này nó sẽ đẹp hơn. Công tắc làm có đèn đèn nữa thì đúng là quá tuyệt vời, nhưng mà Adly thì chưa cải thiện được cái vấn đề đó, chắc là cái model sau thì sẽ cải thiện về sau thôi. Nếu các bác hãng có nhìn thấy thì ý kiến của em như nào thì các bác cứ nếu có sai sót thì các bác cứ báo trực tiếp với em nhá. Còn đấy là đánh giá cá nhân của em, các bác có thể là comment phía bên dưới đánh giá về ba sản phẩm này. Anh em có nhu cầu về những sản phẩm nào các bác cứ liên hệ trực tiếp với bên em. Anh em đang xem video có thể cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn các bác, xin cảm ơn anh em.